Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dứt khoát xóa sổ đường ngang trái phép. Tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị vào ban đêm. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm được tổ chức ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 phải dứt khoát xóa bỏ đường ngang trái phép. Số lượng lớn đường ngang bất hợp pháp cộng với ý thức của người tham gia giao thông không tốt đã gây ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt. Trên thực tế, hiện còn tới 85% đường ngang dân sinh vi phạm chuẩn an toàn giao thông. Vì vậy, ngành đường sắt, đường bộ cần ưu tiên nguồn kinh phí khắc phục bất cập hạ tầng đường sắt. Công an tỉnh lập biên bản xử lý 1.437 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 11.152.550.000 đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 443 trường hợp, tạm giữ 15 xe ô tô. Thanh tra giao thông lập biên bản xử phạt 189 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 2.940.800.000 đồng. Tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, lập biên bản xử lý 28 trường hợp quá tải, nộp kho bạc nhà nước 362.700.000 đồng. Tổng số tiền xử phạt nộp kho bạc nhà nước đối với xe vi phạm tải trọng là 14.456.050.000 đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2018 sẽ có 5 dự án giao thông lớn hoàn thành và đưa vào khai thác như sau. Tháng 7 năm 2018 thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tháng 8 năm 2018 chạy thử tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Quý 3 năm 2018 thông xe cao tốc Hạ Long-Cầu Bạch Đằng. Tháng 12 năm 2018 hoàn thành cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ giai đoạn 2. Quý 4 năm 2018 hoàn thành đường Hòa Lạc – Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường để kinh doanh dịch vụ ăn uống vào ban đêm diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Các tuyến phố trung tâm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các quán ăn uống vào ban đêm diễn ra sôi động như Trần Phú, Lê Hoàn, Trường Thi, Đại lộ Lê Lợi, hàng quán bày la liệt trên vỉa hè lòng lề đường. Đáng nói nhất là tình trạng đậu đỗ xe tràn lan trên nhiều tuyến phố gây mất trật tự an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 năm 2018, đội quy tắc đô thị, công an thành phố Thanh Hóa kết hợp với Ủy ban nhân dân 7 phường trung tâm thành phố đồng loạt ra quân. Trong 2 ngày ra quân xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, đồng thời tuyên truyền để người dân biết không tái lấn chiếm. Tuy nhiên, một số người dân thiếu sự đồng thuận và có sự phản kháng lại các lực lượng chức năng. Trong thời gian tới thì ngoài cái việc biện pháp tuyên truyền, thuyết phục vận động thì chúng tôi ra quân lập lại trật tự thì chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp cá biệt đối với trường hợp là cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ huy động lực lượng và có những cái biện pháp xử lý cương quyết và xử phạt nghiêm minh để làm sao nhằm chấn chỉnh các cái hoạt động vi phạm của các hộ dân và đảm bảo lại là trật tự đô toàn đô thị trong cái thời gian tới. Với mục tiêu của đợt ra quân lần này là xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, các lực lượng chức năng tập trung lực lượng bắt đầu từ 19:30 đến 11 giờ đêm các ngày trong tuần, cùng với chính quyền các địa phương với phương châm kết hợp tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm đối với các hộ kinh doanh ăn uống cố tình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trong đợt ra quân này thì đội kiểm tra quy tắc đô thị sẽ tập trung xử lý tất cả các trường hợp sai phạm về lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh bán hàng ăn đêm. Công an thành phố sẽ xử lý tất cả các trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, làm mất an toàn giao thông. Đồng thời là sau khi đợt ra quân thì sẽ giao lại cho Ủy ban nhân dân phường xã sẽ duy trì thực hiện cái trật tự đô thị này. Đảm bảo trật tự đô thị sẽ mãi là câu chuyện dài không hồi kết nếu người dân vẫn không nâng cao ý thức tự giác chấp hành. Việc ra quân xử phạt của các lực lượng chức năng chỉ giải quyết được phần ngọn. Vấn đề đặt ra là phải tạo được sự đồng thuận từ phía người dân, có như vậy thì tình trạng tái lấn chiếm mới chấm dứt, trật tự đô thị được đảm bảo. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.